À, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh của Úc Lê miền Tây. Thì hôm nay là tiếp tục thì Úc Lê mời mọi người cùng mình để thực hiện một cái sáng tạo mới, đó là một chế tạo ra một cái chiếc quạt điều hòa nha mọi người. Thì cái thời này là cái mùa này vừa nắng nóng, có mùa hè nắng nóng mà mùa Covid nữa. Bây giờ là mình sẽ cùng mọi người chế tạo ra một cái chiếc quạt điều hòa siêu rẻ tiền bằng những cái dụng cụ rất là rẻ luôn mà hầu hết là ai cũng thể sử dụng được. Thì hôm nay là để thực hiện được cái chiếc quạt nó như thế nào thì Úc Lê mời mọi người cùng mình để mà thực hiện cái chiếc quạt, chế tạo chiếc quạt điều hòa siêu rẻ tiền này nha. Thì đầu tiên là không thể thiếu đó là cái chiếc quạt nha. Thì hầu hết là cái chiếc quạt này gia đình nào cũng có thể có nha mọi người. Thì cái chiếc quạt này là một cái chiếc quạt lửng, dầm giá nó chỉ khoảng 160k thôi, rất là siêu rẻ luôn. Và thứ hai là mình ở nhà mình có nuôi tôm, mình có cái thùng bê nhỏ nè, mình sẽ dùng cái thùng bê này luôn. Đây, mọi người có thể không sử dụng thùng bê này thì mọi người có thể sử dụng đó là cái thùng mót cũng được, thùng mót mini. Thì theo cái ở nhà gia đình có. Và đây là hai cái ống thùng của máy giặt. Thì mình mua một cái ống này ngoài thị trường chỉ có xa 8 nghìn thôi. Hai ống là 16 nghìn. Và cái kèm theo đó là chai keo chống sắt nữa. 4K nữa là xong. Còn dây gút này thì mình chi số quạt á, nó còn dư nè, mình sẽ đem ra sử dụng vài cái thôi. Đây đồ nghề rất là đơn giản luôn. Trước tiên là mình sẽ đo đi hai cái lỗ nha mọi người. Thì nó có hai cái đầu, một cái đầu ra, một cái đầu vô nha mọi người. Cái đầu ra thì nó hơi bự hơn tí xíu. Rồi. Sau đó là mình sẽ khoét đó. Đây. Mình có thể sử dụng cái dao rồi. Thì cái nắp thùng bê nó cũng khá là mềm, nó dẻo nhưng mà cũng khá là mềm. Vâng, sau khi đã khoét xong rồi giờ mình sẽ đút cho ngồi. Đây là cái ống nhỏ nè, bên đây nhỏ là mình sẽ cho nó vô nha. Đây là cái ống sẽ cho nó vô, mình cho nó hơi sâu một xíu. Rồi, ok. Cái ống bên đây là cái ống ống ra nè, ống khí ra. Thì cái đầu nó sẽ gắn vô cái đầu bự nha. Rồi. Như vậy nè mọi người. Đây là cái ống sẽ là mình kết nối với cái lồng chụp này. Bây giờ mình sẽ khoét cái này luôn. Mình sẽ đo đi mình khoét cái lồng chụp nha mọi người. Tiếp tục mình cũng khoét cái này luôn, rất là dễ luôn. Mấy cái mũ này nó cũng không có cứng nữa, mình dùng cái mũi dao mình thấy mình khoét nó. Mình có thể là mình làm cho nó bóng bóng một xíu nha mọi người, cho nó khích lại để cho nó cái hơi nó kín lại. Mình sẽ dán keo dán sắt lại thì nó sẽ rất là kín. Đây là cái đầu vô đây. Cái này là mình có thể là sử dụng silicon nha mọi người, hoặc là súng bắn keo cũng được. Mà mình tiết kiệm tiền hơn cái kia thì nó khoảng 40k. Thì mình sử dụng cái keo chống sắt này thì nó chỉ có tầm giá khoảng 4k thôi. Thì nó sẽ tiện dụng rẻ hơn. Đây. Rồi sau đó mình sẽ để giữ nguyên như thế này. Tí xíu. Cho nó. Rồi ok. Thấy cái ống tương tự nha mọi người. Thì đối với cái ống này cũng tương tự luôn. Mình cũng dán keo lại. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ rút cái nút chụp lên nha mọi người. Mình sẽ rút sát vào. Đó. Bên đây cũng tương tự.
Mình sẽ gắn cái nút rồi. Xong, vậy là ok. Mình sẽ chỉnh hoạt xuống lên chút xíu. Đây, người xem. Cái lòng này rất ok. Cái này mình sẽ cắt ra đi. Rồi. Bây giờ chỉ là một việc, cái công đoạn cuối cùng là mình sẽ lấy đá mình đổ vào, sau đó mình sẽ bắt quạt cho mọi người xem thử coi cái độ lạnh của chiếc quạt điều hòa nó như thế nào nha. Rất là siêu rẻ luôn. Gió cực kỳ mát luôn nha mọi người. Bỏ nước đá vào nha mọi người. Đây là cái B. Mình cho khoảng 1.000 đá vào. Đây. 1 ca nước rồi. Rồi, sau đó mình sẽ đậy nắp lại. Cái thùng B thì mình sẽ gài rất là kín nha mọi người, không cần đậy nắp. Rồi, ok. Alo. Ờ. Sau đó là mình sẽ cái bóng điện. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi qua để mình bắt thử nha. Mình sẽ bắt thử cấp độ số 3. Mình định đứng lại. Đó, bắt đầu mình cho gió trong đây ra nè mọi người. Thì ở trong cái phía bên trong đây nè, cái gió nó sẽ thổi vô cái đường ống này và nó dẫn vô cái thùng này nè, thì cái làm cho cái hơi lạnh ở trong đá này nó sẽ ra, đồng nghĩa là nó sẽ dẫn ra cái đường ống bên đây. Mình cho nó cao hơn, cái bên này nó thấp hơn, nó cao gần trên cao hơn, nó sẽ dẫn cái hơi lạnh qua và nó sẽ có phục cái hơi lạnh như đây, và cái hơi lạnh này nó sẽ tản đều và cái quạt gió nó sẽ thổi ra. Thì cái quạt này thì nó sẽ rất là mát trong mùa nắng nóng nha mọi người. Thì cái nhiệt độ nó không được như máy lạnh, nhưng mà nó tạo ra cái lượng gió với lại kết hợp với cái hơi lạnh của cái nước đá trong đó ra thì cũng cực kỳ rét luôn, rất là mát. Vâng, thì Út Lê vừa chia sẻ với mọi người đó là làm một cái chiếc quạt điều hòa cực kỳ đơn giản nha mọi người. Chỉ tốn khoảng phụ kiện đi kèm với chiếc quạt nó là khoảng 20k là mình có thể là mình có được một cái chiếc quạt điều hòa thật là mát trong cái mùa nắng nóng, và đặc biệt là cái mùa Covid này, mùa hè oi bức này, thì nó sẽ rất là hữu ích. Và hy vọng rằng cái clip mình vừa chia sẻ nó sẽ hữu ích và mọi người có thể là thực hiện dễ dàng ở gia đình để ra sử dụng, có được một cái chiếc quạt thật là mát mẻ cho xua tan mùa nắng nóng này nha. Và cái ưu điểm của chiếc quạt này thì nó rẻ tiền và nó tạo ra lượng mát cũng cực kỳ mát, nhưng mà so với những cái dòng điều hòa khác, những cái đồ điều hòa máy lạnh thì nó sẽ không có bằng, nhưng mà cực kỳ là nó rẻ và đồng thời là mình thấy thì nó cũng hơi khá là gồng gạo tí xíu, nhưng mà so với giá tiền và cái tầm giá và cái ưu điểm của nó thì mình thấy rằng làm cái chiếc quạt này rất là ok nha mọi người. Cho Út Lê xin một cái chia sẻ để cho cái clip này thật nhiều người biết để thực hiện trong cái mùa này để xua tan mùa nắng nóng này nha. Vâng, thì cuối lời Út Lê xin chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.